Anh mày đi mới là nha. Mày hoặc em là phút 1 hoặc phút 2. Được. Cho anh kỳ đánh co được không? Kỳ đánh co đi. Thì trong tình cảnh này là kỳ đánh co rồi. Nhưng mà thế thì chậm chậm đánh Gary đi. Chậm đánh bom. Chậm đánh bom. Abaddon à? Chậm đánh ngon. Abaddon Weaver đúng không? Weaver đấy mấy con không ai chơi đấy. Nào Tùng nói gì Tùng? Trước trận đấu này mẹ đội trưởng đội này. Ông bị spot tuổi rồi. Ok ok. Liên doanh nghiệp. Do 23 tổ chức. Thì theo tôi thì cái giải đấu này nên được nên thì nên được tổ chức thường niên hơn đúng không? Kiểu nội bộ 23 bé nội bộ công ty khác đúng không? Làm cái kèo vài chục triệu. Rồi, vài chục triệu à? Thật ra thì theo thông tin của tôi được biết thì nên một ngày đấu chỉ giá được khoảng 50 triệu. Một ngày 25. Thì anh dự đoán đi, tôi tin vào sẽ là đội team và giành được cái phần thưởng này. Tôi nghĩ là team của phòng eSports. Đội trưởng của phòng eSports. Dạ. Thì đây là một giải đầu tiên. Chúng ta đăng cai cũng như là tham gia cái giải đấu này thì anh phát biểu cảm nghĩ của mình, cảm xúc. Phòng eSports của mình thì chúng ta thì thực lực ở mức ngàn ngàn thôi, nói chung là có mấy anh em đi bay số đấy thì trước một cái lời thách thức của bên đội team media thì phòng sport bọn tôi là có đập tay, là có cắt máu ký vào một cái bản giấy trên kia là điều thắng thì điều lấy vợ chặt luôn, nhất là thằng kỳ anh điều thắng là điều cố xua mãi là thôi. Còn nếu bên media thì là những chiến thuật của đội team của anh khi đối đầu với team media là như thế nào? Trừ khi đối phương ban hết được đi hệ thống cột của Xuân Trọng còn không có cửa gì của anh buộc. Ok, rất cảm ơn. Bất cửa gì của anh. Rất cảm ơn. Hai đội trưởng bắt tay. Trận đấu đầu tiên trong cái khuôn khổ giải đấu gì nhỉ? Liên doanh nghiệp cho 23 tổ chức. Bàn đốc đất đến từ vị trí Vũ Ngọc Hiệp và đi qua danh con này. ATA chắc chắn là phải như thế luôn. Đội trưởng hai bên ban vào vị trí của nhau. Xong rồi, bàn rút cà thế này. Phớt bích này, trông chuyên nghiệp quá nhỉ? Trông chuyên nghiệp xong rồi. Big time quá của các bạn bình luận như một giải đấu chuyên nghiệp ấy. What? Chưa bao giờ em thấy được kỳ chân con em đâu. Nghiệp đánh anh cơ đâu. Ai chưa hàng chưa? Minh đánh sờ tôm. Mày hết thì cười không biết kiểu anh ạ. Đi rồi anh, anh. Nhưng mà nghiệp chưa có đầy ngu lắm. Kể nói mà. PB sẽ trong tay của Kỳ Anh. Nghe tí nữa này. Của team phòng media họ sẽ đẩy vào trụ 2. Ở đây chỉ có mỗi Quân Lương. Quân Lương mắc 2. Cắm cọc là cho Vũ Ngọc Hiệp phạm tiền. Đúng, cho Vũ Ngọc Hiệp phạm. Quân Lương bản độ rồi. Ở không, ở đây có rất có gặp hợp lý đến từ các thành viên của team phòng eSports rồi. Và bây giờ Vũ Ngọc Hiệp gặp bỏ chạy như một con chó. Ôi nhưng không, ở đây còn đó chính là chặt tàu rồi. Chặt tàu như Vũ Ngọc Hiệp ý. Kiểu ngu vãi luôn. Nhưng mà Mỹ đang vòng sau. Ôi, 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 hai cái chặt đầu rồi nhưng mà Vũ Ngọc Hiệp sẽ ôi, Vũ Ngọc Hiệp chết cụ với định à. Vũ Ngọc Hiệp đã chết rồi. Rồi ở đây sao? Một tình huống mà Hoàng Linh Tin cơ bắt đầu rồi. Bắt đầu cái gì đấy các bạn ơi. Bắt đầu kill cho Duki và Duki đã có cho lên. Mình đang phân tích lên con số của meta của những năm 98 đó thì là đi hit của nó của đi hit của nó. Ôi, Vũ Ngọc Hiệp bọc lông. Ui dồi, nó xin cho ai sớm nhất Hiệp. Thế thì vâng, Hiệp đã bắn đâu. Nào, Hiệp đánh rất ngu các bạn.
Ủa này sao đang sổ vào đấm không? Còn chúng ơi, còn không chúng nhưng mà sổ vào là thành công. Và bây giờ thì sao đại đang gặp nguy hiểm đây. Mạnh nhắn, mạnh nhắn, vị trí bao nhiêu sổ bắt? Chết 8 năm. Rồi cái Raiden Land đánh lên luôn cho em cái Nanta đi. Kiểm chia cũng được. Một cái ra sao. Rồi bây giờ phút nào cắm cọc ra đến cho anh đây. Ở đây sao con rồi. Con rồi quên rồi. Cứu được TV rồi. TV Storm bay vào. Storm kéo được người đó chứ. Bị hướng vào. Bật ulti lên đến từ Medusa. Ua một tình huống có lẽ team ngoài cầu. Kỳ Anh đang gặp nguy hiểm đây. Có Storm chặn đầu. Ui Storm né được cả hit bắn luôn. Trời ơi sao này. Một tình huống là chết bóng người. Hơi buồn. Hơi buồn. Chứ quả số Storm né hit bắn đi. Đúng cái nào như thế không bị sợ bọn hợp lý rồi. Bị swap vào. Có lẽ là bài Kiền. Kiền chết đây rồi. Có một tình huống la vào nhưng Storm. Storm đánh ngay. Storm okit được vào người của Zed. TB tùng cướp được swap thì vào. Đây là Jisoo. Jisoo vòng sau. Jisoo bị chặt đầu rồi. Nó này sợ luôn không tí. Chứ là có 3 học sợ bên này. Ui, con đôi, con đôi, lao vào phía Storm, kéo được kính rồi, thôi xong rồi, khó rồi. Chết bà luôn, tìm quay chăng, tìm quay là cái chắc rồi. Ủa chị kia hét to lắm, nghe cái tiếng hét, tìm lại hét, ngồi đây đúng không? Hét từ trên tầng. Mít, bên kia đang nghe. Lao vào đến từ phía Storm, con đôi, đấy là một tình huống bắt con đôi đến từ anh. Tôi xong rồi. Chặt đầu được DK của Sơn Trọng chết 120 giây trông giống là lấy bắt tay rồi em ơi. Swap vào từ Mỹ bị hướng rồi. Có lẽ là Hoàng Linh sẽ chết đây. Hoàng Linh chết rồi bay vào đến từ Storm. Storm bay rất ảo. Ui Storm có chết không? Storm vẫn chưa chết. Storm chưa chết mà con ạ. Nimbus của Zerg đặt cái đéo gì này Zerg ơi. Nhưng mà không sao. Storm sẽ di chuyển về được. Phòng Esports vẫn đem được trong tình huống này. Media họ đang bỏ chạy, đẩy lên 2 round. Có lẽ là một tình huống có bắt cuối cùng chẳng 20.000 em chênh lệch dành cho phòng Media. Và bây giờ đang bắn free hit. Swap Medusa để làm gì này. Anh Hoàng đã bớn được mọi người của VS rồi. Lại rồi. Mỹ Vương có thể sẽ chết đây. Bị chặt đầu rồi, chặt đầu chúng ai. Vũ Ngọc Hiệp đã phải chết. Chặt đầu không chúng ai, từ Vũ Ngọc Hiệp. Vũ Ngọc Hiệp chết rồi, Storm chết rồi. Kỳ Anh đang được free hit. Nào Táo Cao Quân bắn ai đây. Táo Quân bật cho mình các bạn lên bắn. Một cái đi mất đặt ở đây. Media họ đang bỏ chạy rồi. Esports có lẽ sẽ giành chiến thắng. Các bạn lại double kill được Kỳ Anh vào đây thì sao. Có lẽ là ở đây thì sao. Đại đang bỏ chạy. Đại có chết hay không. Đại có chạy. Rớt giật như này thì làm sao đã có thể chết được. Sao đây. Kỳ Anh bắt đầu gáy rồi. Tiếng sủa rất to như từng mồm rồi. Thì có mẹ chết từ bằng mồm. Trên từ bằng mồm. Hiệp. Ơ của đấy thằng Hiệp chặt đầu ai. Chặt đầu Mỹ nhưng mà ông không chết. Vũ Ngọc Hiệp làm gì đây? Nên nhớ rằng Vũ Ngọc Hiệp chỉ có cho mình một cái cheese thôi. Bây giờ stun vào chê sắt mở ulti ra những giấc. Nhưng mà cắn cheese lên rồi quay lại đánh nhau. Đặt để lên đi thế. Ui! Lao vào kéo bao rồi. Ôi! Đức kính đa lách. Đức kính sẽ bách ở đây không? Đức kính đa lách. Một tình huống cốt 4 người đấy cho vị trí của đây. Kéo hú vào đây. Kéo Storm. Wow! Cái lìn thế đấy. Sao vậy anh? Vâng. Bây giờ thì sao? Sẽ là di chuyển về khi mà Kỳ Anh bắt bách anh nhân nhiều lắm. Kỳ Anh rồi. Bây giờ Đại đã chết rồi. Có đánh nhau nữa hay không? Có bao nhiêu hay không? Nào. Bây giờ thì là một tình huống cân ba. Một tính cân ba. Có. Rồi. Không. Kéo ba rồi. Medusa được vị. Và. Bắt đây. Một cơ. Không. Và có lẽ là cuộc đấu sẽ kết thúc tại đây. Khi mà chiến thắng sẽ thuộc về các thành viên của team phòng Media. Mời cả đội luôn. Mở cho các bạn hiểu cảm giác. Quay cam rồi.